Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Ngáo Đào Tạo đây. Thì cái clip hôm nay mình sẽ làm về cây M14 EBR phiên bản từ không có phụ kiện gì hết đến mắc phụ kiện luôn anh em ơi. Ôi, chưa gì đã có chị tá chân dài tới nách, lông nách dài tới chân chào đón mình rồi. Ủa anh TV mất quỷ đi, anh phơ hết luôn ạ, ghê thật. Thì em hàng lấy giờ mình đang bắn đây đó chính là M14 EBR Ultimate Gold anh em ơi. Quá chất. Ôi, em hù người vậy. Ây à, tàn hình, không ai thấy mình cả. Ui ngon. Anh tôi nè. Ui anh team mất quỷ quá ghê. Anh team mất quỷ cắt team như vậy thì đỡ thế nào được. Đây mấy anh để Zubinon này, cứ để em. Ui Zubinon đông lắm anh em ơi. Tép súng phải gọi là thôi rồi, lượm ơi luôn đấy. Watch out, ôi rồi ôi. Em vẫn còn zin, còn giáp. Lên đây. Quá phê. Đây đây nào mấy bạn Zubinon, đây đây nào. Ok thằng Hero kia đi ra, đừng. Đừng đâm mấy cái Zubinon của em, đừng đâm mấy cái Zubinon của em. Úi dồi ôi. Ôi mắt tôi. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Có gì đó sai. Ui đông kìa. Vào đây, từng bạn Zubinon một thôi. Phê, ôi, đầu không gầy em ơi, táo, nhà em buôn táo nhá. Nhà em buôn táo. Lên đây mình Zubinon ơi. Xếp hàng đi. Xếp hàng ai cũng được quà hết. Nhảy hụt ra vãi cả trưởng. Bình tĩnh, mấy anh ơi, chuyện đâu còn có đó. Ôi, thịt chó còn có lắm mơ. Đôi rồi, Zubinon không à? Uầy, bạn lùi cái gì mà lùi mình 4 đã đập máu là bạn lùi sáng mai. Đúng rồi, đơm vào đây. Vào đây, chạy được cái đâu nữa. Trời ơi, tí cờ liên tiêu anh em ơi, phê quá. Vâng, thì đến với em hàng thứ hai thì EBR bùm le bè. Ui dồi, có lòng silent nha anh em. Cây này hình như mình nhớ là hàng AI hay sao ấy. Nhưng mà nó cũng khá là chất lượng em nhỉ. Đây, bắn khá là êm nha. Gắn cái silent vào bắn có vẻ êm hơn một chút đấy anh em ạ. Thấy Zubinon nó có vẻ gọi là ngon thôi rồi, lượm ơi luôn. Mấy cái dòng EBR này, cái thời mà Napoleon anh em, cái thời mà lúc mới ra ở trong thẻ AI ấy, anh em vào bắn chứ trổ nó phải gọi là bao phê luôn. Cái thời đấy ai mà có cái M14 EBR này thôi chứ vào phòng mình thề với anh em auto bị kích. Cái cây này bá lắm, ngày xưa nó bá khủng khiếp luôn. Bây giờ nó còn bị lép khá ở đây nhưng mà nó bắn cũng khá là ngon. Mình không có cây classic nhỉ. Không sao, đem mấy cái cây lớp skin rực sơn lên cũng được. Đây, nấp làm gì bạn ơi. Zubinon này, anh tôi nhìn mình cứ chạy em ơi. Anh tôi bình tĩnh. Có một TV mất quỷ anh ơi. Sao anh lại lao đầu như châu hút mã vào em làm gì? Ui mình chết, mình ca hết thằng TV mất quỷ hơi nhiều ấy. Ok, anh em ấy thấy sự lợi hại chưa? Gắn cái lòng silent vào cái là bắn vừa êm, tốc độ ra đạn vừa ngon nữa. Trời, TV mất quỷ không có tuổi để ca hết với mình. Ok, sao lại lạ. Úi dồi, sao nó rõ ràng kê tâm vào đầu mà bắn mất người ạ. Ảo ma Lazada thật đấy. Ui thùng hàng với chuồng chó kìa. Con y tá cấp cuối luôn ạ. Y tá cấp cuối có vẻ là hơi nguy hiểm nha. Nhưng không sao, em làm nhiệm vụ 1v12 cái quần què gì vậy. Ôi dồi ôi. Chị tá ơi, bình tĩnh thôi chị. Ôi, nguy hiểm thế. Ôi, là còn hồi sinh. Thề, sao nhiều cái pha nó hồi sinh mấy cái pha khắm lọ ấy nhỉ. Đạn lạc cũng chết thôi. Multi kill. Bắn ngon phết anh em ơi. Cái cây này mình cảm giác không cần phải kéo quá sâu đâu. Cái này chỉ cần kéo khoảng bằng một nửa những cái cây kia thôi. Đó, là được rồi. Không cần kéo sâu quá. Như lúc mình cầm cây M14 EBR Gold ấy, nó bắn giật khủng khiếp luôn đấy. Nó ngang ngang với AK luôn anh em ạ. Mà cây này có vẻ không cần kéo lắm. Bắn đường đi đường đạn cũng khá là thẳng.
Đâu đâu đâu, liếm vài xị zombie nào, liếm vài xị zombie nào. Không phải nhiều team bị mất quỷ lắm, cứ thoải mái đi. Chỉ cần một anh team bị mất quỷ ngỏm rồi đấy, giờ đi chưa? Săn như vậy là đi rồi, cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Trời, lên đây anh, lên đây anh. Trời, bắn có vài viên một kill ạ, sợ thật. Đau ấy, đau ấy, đau ấy, trốn trốn trong này. Ui, anh không trốn ạ. Được quá nhờ. Tên lửa gắp vào đi, chạy đi luôn. Đây, đúng là quan già ngõ hẹp. Anh không chạy thoát được trong lòng bàn tay của em đâu. Ui dồi ôi, vừa quay lại đã thấy chị ta. Ok anh 3Z ơi, người nhàm tó hưởng à. Liếm gì mà liếm ghê thế, liếm cho người ta ăn một con với chứ. Ôi oh, đây đây đây, anh diệt, anh diệt, anh diệt vừa hồi máu. Chạy ra mình bắn mất 3k lại, chắc lại và chui vào đó hồi máu tiếp rồi. Rồi zombie non đây rồi, đây rồi. Mấy zombie non đây đây nào. Ô hay đúng rồi, tiêu diệt cái thằng 3Z thôi. Tha cho em. Úi dồi, úi dồi. Ui nhảy hụt ạ, ôi trời xong rồi. Ui đông ấy. Còn có 4k. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Đánh du kích. Ôi dồi. Làm gì mà làm gì mà hung hăng thế. Hung hăng thế. Ôi dồi ôi, hai thằng hit ai à. Thằng nào giành được, thằng nào giành được, thằng nào hit được. Ui mình có 1k thôi anh em ơi, chạy 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 chạy. Có 1k, bay rồi. Chạy ngay đi trước khi một vết bảy. 1k cái thằng lìn kia, 1k cái gì, 1k cái gì, ta còn tận 6k lận. Ý ý, này thì canh, này thì canh. Ta sẽ bị non đây. Ui ui, thằng kia nó hồi máu, thằng kia nó hồi máu, nó bị chém đầu, nó hồi máu. Win luôn rồi. Với đếm hàng thứ hai thì anh em phải thấy là một phiên bản nữa của M14EBR. Thì phiên bản này chúng ta có gì ạ? Vâng, một cái lòng nhắm holo. Thì đây là M14EBR Scope Camo. Cái cây này anh em có thể mua trong cửa hàng điểm nhá. Ui, scope lên thì anh em có vẻ là không bắn được auto anh em ơi. Bắn rất là chậm. Scope lên thì bắn đường đạn thẳng vãi lìn ra. Cũng được. Mình test vài đường đạn scope ấy. Hay à, hay à, hay à. Scope bắn như lìn rồi anh em ơi. Cũng bắn được một mạng. Ngon phết. Bắn củ chuối quá trường. Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Mình vừa thấy một pha. Ui, nguy hiểm quá. Ôi ôi. Thôi sao lại hai con đầu trâu mặt ngựa nhất. Cái map này đuổi mình này. Tha đi. Ta đi mà. Mày không tha này. Không tha tiêu diệt luôn. Thành nhiệt tơ. Chết cay chửi ạ. Ôi ôi, đây là lúc test đam, đây là lúc test đam. Mình mới vào bị thằng tơ nó đuổi. Mình bật cả hay đạn nhanh, đạn vô hạn các kiểu lên để có thể sinh tồn. Sao giờ này vẫn còn một con tá cấp cuối ở đây thế này. Phòng quá giờ toàn tá gì. Làm sao mà đi đâu được, đi đâu được. Ơ à, sao Zeminon lại chạy đi, anh Zeminon ơi. Quay lại đi mà. Rồi xong Zeminon chui vào cái... Ôi hay 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 hay. Hay 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 hay. Cẩn thận. Cẩn thận. Ngay mình nghe tiếng chân con tá đằng sau. Cứu với, hậu giá, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Nó bắt mình hay sao á. Nó bắt mình anh em ạ. Bắt động, thích bắt động, thích bắt động, thích, thích bắt động, thích bắt động. Ui, con này nó bị ngáo ạ. Bắt mình thì bắt này, bắt này, bắt bằng niềm tin à. Hero cân tim. Cái bạn kia bạn còn cái S là sao vậy? Thì mình cân tim phát nào, cho oai thế nào. Cả lia luôn anh em ơi. Quá phê. Không biết anh em mình thấy thế nào chứ cái tính năng scope ở trong cái đột kích này thì mình thấy không có tác dụng lắm. Cái game này không phải là game scope lên để bắn. Hiểu không ạ? Scope lên nó rất là khượng. Kiểu cảm giác tất cả các cây vũ khí trừ sniper ra thì
scope của trong vòng rifle thì mình nhớ có mỗi cây 9A91 là gọi là cũng ok tí. Còn mấy cái scope dòng này Sida vãi nổi ấy. Đó anh em thấy không? Chớp. Đừng. Anh em mình là một gia đình. Một gia đình là phải chập sình có tơi nhiều máu, Cơ hội. Cơ hội của mình. À! Đinh Minh, mình đang tính lùi lại để không bị mất cái giáp vì tá chém tên mé đằng tơ đi vào mồm luôn ạ. Anh Tơ ơi! Sao anh lại chửi nữa rồi? Ôi, nhưng mà thằng đấy không phải thằng Tơ. Một pha chó ghét phải ruồi vãi cứt anh em ơi. Và đấy mình nghe tiếng con y tá dồn dập mình đằng sau thôi, mình nhảy mình lùi lại để mình né con tá tên mé đằng Tơ lao đầu ra để mình chém ạ. Nhìn toàn Zubino này. Zubino nhiều thế nhở. Cái bạn lên anh em ơi. Đâu rồi? Hai bạn này chưa được định vị GPS vào đầu này. Số này mình GPS vào đầu cái. Ui lòi mồm quá, mất giáp rồi. Bình tĩnh. Ném anh cấp 2 ra cái. Ui phê quá anh em ơi. Nó phải gọi lòi mồm luôn đấy. Sao lại có những con hàng nhấp nháy thì em mồm mình nhỉ? Không làm mà cũng có ăn là có thật đấy anh em ạ. Học sinh ở sau nhà rồi. Đây trên đây cho an toàn. Con tá kìa. À đây con tá kìa, đúng rồi, phải bắn con tá đi để mình bắn mình Zubinon này. Nào, test scope nào. Ui, anh em thấy sức mạnh giữa bật scope và không bật scope. Trốn cái gì hay bay trốn tòm tem nhau trong này à? Lên đây. Ui lòi mồm vãi trưởng ơi. Ôi, nhiều hụt. Nhảy một tí thì căng vậy. Ngụy trang hợp tiếp tế à bạn. Phê quá. GG. Win anh em ơi. Rồi với một cái em hàng nó phải gọi là nâng cấp vô cùng đẹp. Đó chính là M14 EBR. Úi dồi ôi, chị tá. Chị tá để em giới thiệu xong cái chị đuổi đâu. Ôi hay quá chị nhảy hụt. M14 EBR Scope Elite anh em ơi. Một cái súng được nâng cấp nhưng mà thiếu một cái phụ kiện. Đó chính là phụ kiện Silent nhá. Thì chúng ta có gì ạ? À? Lòng ngắm 6x nhỉ. Tay cầm có cả báng luôn nha. Anh em để ý kỹ thì mỗi lần mình gài đạn là có một cái báng ở đằng sau nha. Rất đẹp, đường đạn đi nói chung là cây này mình thấy ổn định nhất trong 3-4 cây vừa rồi đấy. Nói tội kia. Vâng, cái Scope được của nó có thể bắn auto luôn nhá. Không phải nhấp từng viên. Đây, Scope bắn lên cho anh em xem. Đám tỏ phết anh em ơi. Bạn lên bạn tìm mình. Ôi, chị tá, chị làm gì đấy chị tá. Bắt cả trưởng thật. Ôi, chị tá đừng nhìn em sợ nhất mấy con tá đấy. Ui, phải lỏi quá. Nhảy vậy vẫn qua được. Ảo ma Lazada vậy. Hiệu nhau lên này. Ây à, chơi chiến thuật quá nhở. Mấy bạn Zubinon này. Ôi dồi dồi, anh ơi, em không nói anh ơi. Bắn luôn Tơ. Ây à, Tơ biết khó mà lui rồi. Hay, Tơ biết khó mà lui rồi. Trời ơi, Zubinon. Ôi, nhấp nháy nhở. Sao mấy lấy giờ cũng cứ kiểu các hàng nhấp nháy nó đưa mồm mình nhở. Cứ ép ăn thôi. Scope lên. Scope bắn. Ngân. Hứng. Rồi mình Zubinon lại thích lên nó tìm mình cơ. Nhìn thằng này hứng khó chịu thế nhở. Hứng đơm luôn anh em ơi. Chơi game không làm cứ đòi có ăn à. Cay thật. Chơi game không làm cứ đòi có ăn. Uầy quá phê anh em ơi. Ok thì 4 phiên bản súng của mình đến đây thôi nhá. Anh em thích loại M14 EBR nào nhất thì có thể comment bên dưới nhá. Ok bye bye anh em và những clip tiếp theo.